Một bữa nào đó, nếu các bạn cứ lăng tăng, không quyết định được là mình muốn ăn món gì, hãy chọn omakase. Vân giới thiệu với các bạn một nhà hàng omakase rất nổi tiếng ở Sài Gòn, nhà hàng Kiyota Sushi Sake. Nhà hàng nhỏ xíu, không có bảng hiệu, quầy sushi bar chỉ có 11 ghế nên mình phải đặt chỗ trước khi đến. Omakase là một bữa ăn kiểu Nhật, mình sẽ không gọi món, không có thực đơn. Khách hàng sẽ chọn một mức giá và các đầu bếp sẽ dựa vào đó để chuẩn bị các món ăn cho mình. Dạ, em xin phép giới thiệu hai vị cho chị ngày hôm nay mình sẽ có là các cam kho với cây củ bèn. Còn cái này mực đông đó ăn với sốt miso dầm. Còn đây là cái đậu hũ làm từ mè. Thì ăn cái phần đạn trước sau đó ăn cá đó. Để bắt đầu bữa ăn thì mình có các món khai vị là đậu hũ làm từ mè, mực đom đóm và cá cam kho. Trong lúc mình ăn các món khai vị thì đầu bếp sẽ chuẩn bị các món sashimi, tức là các món hải sản tươi sống. Một điểm rất là thú vị khi mà mình ngồi ăn ở sushi bar thì mình có thể giao lưu trực tiếp được với các bạn đầu bếp về cái nguồn gốc của thực phẩm. Rồi mình có thể quan sát được cái cách mà họ đang chế biến các món ăn cho mình. Nhiều người cho rằng là đi ăn omakase cũng phải cần một tí xíu may mắn. Nếu như mà mình gặp được một đầu bếp giỏi thì bữa ăn có thể được ví như là một màn trình diễn nghệ thuật. Em xin phép giới thiệu sashimi ngày hôm nay mình sẽ có cái này là cua lông, còn cái này là cái phần má của con cá mực bê xanh, còn này là hàu sống, còn bên đây là nhúng biển. Mình sẽ có tiếp theo là cá cam, cá hồi cũng cá cam, là mực bạch tuộc, mực cá bơ. Vậy ăn cái phần màu trắng trước sau ăn những phần còn lại. Sau các món khai vị là sashimi, khay sashimi được trình bày quá đẹp. Theo như hướng dẫn thì tụi mình sẽ ăn những cái món hải sản có màu trắng trước. Đây là món bạch tuộc ăn với lại sốt trái thanh yên. Tiếp theo thì mình có cá bơn, mực, sò điệp và cá cam. Đây là phần má của cá ngừ vây xanh, phần ngon nhất của con cá ngừ. Thực sự ăn rất là ngon. Nhím biển thơm và béo, không có mùi tanh tí xíu nào luôn. Cua lông thì Vân thấy ăn cũng giống giống như là thịt ghẹ. Hàu sống ngọt, ăn với lại sốt thanh yên và giấm ponzu. Khi ăn omakase, mình sẽ trải nghiệm cái cảm giác là chờ đợi món ăn trong háo hức, bởi vì mình không biết món kế tiếp sẽ là món gì. Món theo của chị sẽ có là tôm càng mình nướng lại sốt tori. Sau các món sashimi sẽ là món nướng. Đây là món tôm càng nướng với sốt taru. Món này siêu ngon nha. Tôm càng nướng thơm, chắc thịt, ngọt. Phần sốt thì béo nhưng mà không có bị ngậy. Món nướng kế tiếp là Wagyu A5. Món tiếp theo của chị sẽ có là bò Wagyu A5 của Nhật Bản. Một miếng chị chấm với muối, một miếng chị dứt một ít wasabi. Nếu chị không ăn wasabi thì chấm sốt bên dưới đây. Còn đây là miso sầu gà, mình ăn với chili leo. Thịt bò mềm, rất là thơm. Có cảm giác như là miếng thịt tan luôn trong miệng của mình vậy. Món trứng hấp chawanmushi thì quá quen thuộc rồi. Mình đi ăn ở nhà hàng Nhật nào thì cũng có món này. Món kế tiếp của tụi mình là một cái phiên bản thu nhỏ của kaisendon, tức là cái món cơm phủ các loại hải sản tươi sống.
ở đây thì mình thấy có cá ngừ vây xanh xay nhuyễn, nhím biển và trứng cá hồi. Trứng cá hồi với là cá ngừ vây xanh băm nhuyễn, chị trộn lại xong chị cuốn lên miệng. Đây là lần đầu tiên Vân ăn cá sen đan kiểu này, ngon quá ngon. Ăn xong món này là Vân đã sắp no rồi, cho nên ở các món kế tiếp, tức là món sushi, thì mình sẽ dặn đầu bếp là mình chỉ lấy một tí xíu cơm thôi. Chỉ xíu xíu cơm thôi. Phải. Cái này là phần chutoro, phần cá ngừ vây xanh ở phần dưới nữa nè. Món sushi đầu tiên là chutoro, tức là cái phần bụng của cá ngừ. Đây là sushi cá ngân ăn với sốt thanh yên. Sushi cá hồng ăn với gan cá mặt quỷ và nhím biển. Bữa ăn này giống như là mình vận dụng cả năm giác quan cùng thưởng thức vậy. Mắt thì mình nhìn các đầu bếp thao tác chế biến món ăn, tai thì mình nghe những cái âm thanh của những cái dụng cụ nấu nướng, rồi cái âm thanh khi mà đầu bếp chế biến món ăn. Mũi thì ngửi được mùi thơm của thức ăn, mùi thơm khi mà lửa làm chín thức ăn, rồi cái tay mình thì chạm vào thức ăn, cái lưỡi thì cảm nhận vị giác. Nói thì nhiều chứ, nhưng mà tóm lại là cái món ăn này quá ngon. Kế tiếp làm xoà điệp ăn với lại sốt thanh yên. Trái thanh yên này là trái cam vàng của Nhật, cái mùi nó rất là thơm, ăn với hải sản rất là hợp. Là cá má, còn cá ngừ vây xanh mình gọi là Kamatoro. Kamatoro hay là phần thịt má của cá ngừ. Đây là cái phần ngon nhất và mắc nhất của con cá ngừ. Nhìn đẹp, ăn rất ngon.
Món sushi cuối cùng là lươn nướng ăn với lại dưa leo và mè. Chúng tôi kết thúc bữa ăn với món súp miso. Bữa ăn hôm nay rất là ngon, đầu bếp chuyên nghiệp, nhà hàng ấm cúng. Chúc các bạn một buổi tối ấm áp bên gia đình và bạn bè.